Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Sau hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống của nhân dân được nâng lên, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Điều đó cũng khẳng định quá trình chấn hưng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo. Tuy nhiên, vì những mục tiêu đen tối, các thế lực có dã tâm với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã và đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà công cuộc đổi mới mang lại. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, sẽ nhận rõ những âm mưu và thủ đoạn đen tối này. Đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Và để bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một clip sau đây. Những bữa cơm độn nhiều khoai sắn, những con đường bụi nhuộm đỏ mặt người, những ngôi nhà cấp 4, mái dạ, cùng những chiếc xe cà tàng. Đó là hình ảnh của nhiều miền quê trước khi đổi mới. Hậu quả của các cuộc chiến tranh cùng cơ chế quản lý cũ không còn thích hợp, nên động lực phát triển của đất nước không được phát huy, sức lao động không được giải phóng. Do vậy, dù là một đất nước nông nghiệp, nhưng trước năm 1986, chúng ta vẫn phải nhận viện trợ lương thực từ nước ngoài. Lạm phát tăng cao, gần 60% hộ dân ở diện thiếu đói. Còn hôm nay, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước đã có những đổi thay kỳ diệu. Tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao hơn trung bình khu vực và thế giới, với mức tăng bình quân trong giai đoạn này đạt gần 7% năm. Thu nhập bình quân đầu người từ khoảng 100 USD một người một năm vào năm 1986 tăng lên 471 USD một người một năm vào năm 2003 và đến năm 2017 đạt khoảng 2.385 USD một người một năm. Riêng năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.580 USD. Việt Nam đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Chúng ta cũng đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. An ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng có tính bao trùm, xã hội phát triển. Việt Nam trở thành điểm sáng của toàn thế giới trong lĩnh vực giảm nghèo bền vững. Theo chuẩn nghèo đa chiều, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của cả nước chỉ còn trên 6%. Thành tựu này cũng đã mở ra một trang mới cho sự phát triển của đất nước. Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với hơn 90% dân số làm nông nghiệp, thì hiện nay Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội và từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo ra một môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho sự phát triển. Thưa Tiến sĩ Nhị Lê, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã thấy được một số những thay đổi căn bản trong cuộc sống của nhân dân sau 30 năm đất nước đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vậy thì đồng chí có thể làm rõ hơn về thành tựu này, về những thay đổi này được không ạ? Nhìn tổng thể, có thể nói sau hơn 32 năm đổi mới đất nước, bạn bè quốc tế nhìn Việt Nam đánh giá đất nước chúng ta trên 3 phương diện: vị thế, sức mạnh và uy tín. 6 chữ này được thể hiện trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, nhân quyền, tôn giáo, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Chúng ta thấy nhiều năm liền, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò, sức mạnh của nó trong việc kiến tạo đất nước. Nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta đạt từ 5 đến 9%. Và chúng ta biết là kết thúc năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta đạt 7,08%. Và 6 tháng đầu năm 2019 dự kiến đạt từ 6,6 đến 6,8%. Một con số có lẽ nhiều quốc gia mơ ước. Điều đáng nói thứ hai trên phương diện kinh tế là chúng ta thiết lập mối quan hệ bang giao được với hơn 190 quốc gia trên toàn thế giới, đặt mối quan hệ về kinh tế với 224 các nền kinh tế và các khu vực trên thế giới. Đối với chúng ta,
Và chúng ta biết gần đây nhất, theo sự thống kê chưa đầy đủ, là xuất siêu của chúng ta của 6 tháng đầu năm 2019 thặng dư 1,8 tỷ đô la. Nền kinh tế của chúng ta mặc dù còn nhiều khó khăn, mặc dù chưa tương xứng với tiềm năng, nhưng đã đạt được những bước dài quan trọng về phương diện chính trị. Có lẽ là một trong số ít quốc gia giữ gìn được sự ổn định chính trị. Cho nên hàng loạt những công ty trên khắp địa cầu đầu tư về Việt Nam. Những khách du lịch cũng như vậy, tìm đến Việt Nam là tìm đến một quốc gia hòa bình. Đó là về những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước sau 30 năm đổi mới. Thế còn về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại thì sao ạ, thưa đồng chí? Trên đất nước chúng ta đã bảo đảm một bầu không khí chính trị, một nền chính trị yên ổn. Trên lĩnh vực đối ngoại cũng như vậy. Cho đến ngày hôm nay là một trong những quốc gia nhận được sự ủng hộ rất cao của bạn bè quốc tế. Chúng ta thấy gần đây nhất vào tháng 7, chúng ta được đánh giá là một trong 10 quốc gia đáng sống nhất. Một thành tích rất đáng tự hào. Một thành tích rất đáng tự hào đối với lĩnh vực đối ngoại chúng ta. Chúng ta thấy chưa bao giờ có thể nói như bây giờ. Tất cả những hội nghị quốc tế ở tầm vóc thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Và bạn bè quốc tế tới Việt Nam, chúng ta thấy so với 30 năm trước tăng khoảng 12 đến 13 lần. Điều đó cho thấy là sức mạnh, uy tín của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Trên lĩnh vực quốc phòng cũng như vậy. Bên trong yên ổn, bên ngoài chúng ta nỗ lực hết sức để giữ gìn bầu không khí hòa bình thông qua đối thoại với tất cả các nước láng giềng trong khu vực và trên toàn thế giới. Và bản thân chúng ta cũng góp phần mình vào việc ổn định, hòa bình. Qua lý giải của tiến sĩ Nhị Lê đã cho thấy những thành tựu mà đất nước ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng là hết sức to lớn, hết sức toàn diện. Thành tựu đó đã và đang mang lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho mọi tầng lớp nhân dân, làm cho hình ảnh vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Thế nhưng vì những mục tiêu đen tối vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên nhằm xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu mà Đảng ta, nhân dân ta đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới. Clip ngay sau đây sẽ phản ánh rõ hơn với chúng ta về điều này. Lợi dụng vấn đề nợ công và bội chi ngân sách. Lợi dụng những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong tiến trình phát triển của đất nước, nhất là những yếu kém trong quản lý kinh tế của một số doanh nghiệp nhà nước, cũng như sự phát triển không đồng đều ở một số địa phương, vùng, miền. Các thế lực thù địch, phản động liền đưa ra những nhận định, những đánh giá thiếu khách quan, bôi đen bức tranh chung về thành quả hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Với những luận điệu như nợ công Việt Nam cao nhất thế giới, đổi mới ở Việt Nam là nửa vời, rồi đưa ra những dự đoán, nhận định mơ hồ rằng nền kinh tế Việt Nam sắp sụp đổ, kinh tế Việt Nam xám xịt, sớm muộn thì Việt Nam cũng sẽ phải rời bỏ con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhắm mắt nói bừa, nói cho lấy được, đó là bản chất của những kẻ cơ hội, phản động, mang nặng tư tưởng thù địch, nhằm mục tiêu chính trị đen tối là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, thì thành tựu của công cuộc đổi mới đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín của Đảng, đồng thời là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết máu thịt giữa nhân dân với Đảng, củng cố niềm tin, tình cảm của nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Đây là điều mà các thế lực thù địch, phản động, những kẻ tư thù với cách mạng không bao giờ mong muốn. Vì vậy, chúng luôn tìm trăm phương ngàn kế để chống phá. Trong đó, có việc xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới là phương cách mà chúng cho là hiệu quả. Các thế lực thù địch không từ bỏ bất cứ một âm mưu thủ đoạn nào đối với cách mạng Việt Nam. Hiện nay thì lợi dụng với các đối tượng kém hiểu biết, sự thoái hóa biến chất cho một bộ phận cán bộ đảng viên và vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo gây kích động thù hằn, tuyên truyền kích động và lôi kéo dụ dỗ như chúng đã và đang làm hiện nay. Và mục tiêu cuối cùng đó là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và dân tộc và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Nhị Lê, qua clip vừa rồi cũng cho thấy, vì những mục tiêu đen tối mà hiện tại thì cũng có những người đang nhắm mắt nói bừa, cố tình phủ nhận, cố tình xuyên tạc những thành quả của công cuộc đổi mới. Vậy thì họ làm vậy là có những mục đích gì ạ? Mũi rồi mà họ tập trung, trước hết là phủ nhận nền tảng tư tưởng của chúng ta. Phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng căn cốt nhất trên con đường xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trực tiếp phủ nhận đảng của chúng ta. Họ nhắm mắt nói bừa, phủ nhận những thành tựu kinh tế của chúng ta, thành tựu xã hội của chúng ta. Điều đó cho thấy hai điều. Một là bản chất thù địch đã cố hữu trong họ, rất khó thay đổi. Thứ hai, những thủ đoạn của họ ngày càng tinh vi, ngày càng xảo quyệt. Vậy để thực hiện mưu đồ đen tối là phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, mà thực chất là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, thì các thế lực thù địch, các thế lực phản động đã sử dụng những chiêu trò gì? Đồng chí có thể phân tích rõ hơn được không ạ? Họ đánh thẳng vào nền tảng tư tưởng của chúng ta là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ khoét sâu mối kiều địch do họ tưởng tượng ra giữa chúng ta với một số quốc gia trên thế giới. Họ nhân một số việc trong quản lý điều hành của chúng ta có khó khăn, có thiếu sót, mà tôi cho điều đó cũng là hết sức bình thường. Nợ công, chưa một quốc gia nào không nợ công. Cho đến ngày hôm nay, theo sự tìm hiểu của tôi, nước Mỹ giàu như thế, nhưng nước Mỹ cũng là một trong những con nợ lớn của thế giới. Điều đó ai cũng thấy. Bằng nhiều ngón đòn, sách báo, xây dựng lực lượng từ bên ngoài, tung vào bên trong để phá hoại tổ chức của chúng ta, dùng những phương tiện kỹ thuật hiện đại để len lỏi vào từng ngõ ngách của quốc gia dân tộc chúng ta. Đặc biệt là chúng sử dụng những thành tựu lớn nhất, mới nhất và tiên tiến nhất của loài người là công nghệ thông tin để phục vụ cho mưu đồ đó. Những chiêu trò mà các thế lực thù địch phản động sử dụng để phủ nhận, để xuyên tạc những thành tựu công cuộc đổi mới đồng chí đã vừa nêu, vậy thì sự nguy hiểm của những chiêu trò đó như thế nào ạ? Họ đánh vào những tâm lý của chúng ta. Và thường những lúc như vậy đã làm cho bộ phận chúng ta dao động, thậm chí chuyển hóa. Họ khoét sâu vào những điều mà không đáng ngờ nhất. Họ thổi phồng những sự việc bé nhất nhưng nhạy cảm nhất. Điều đó càng làm chúng ta hết sức cảnh giác. Nhìn đại cục, xử lý những vấn đề rất lớn như chị, như đồng chí nói, nhưng cũng hết sức chú trọng xử lý những vấn đề nhỏ. Đó chính là cuộc đấu tranh của chúng ta về mặt thực tiễn và đặc biệt trên đề hạt tư tưởng của chúng ta hiện nay. Nếu chúng ta làm được như vậy, chắc chắn rằng những thủ đoạn thù địch, những luận điệu thù địch không có đất sống. Và chúng ta cũng bình tĩnh rằng trong bước tiến lên, không một thành tựu nào không bị trả giá. Và đây là một trong những lát cắt nhạy cảm nhất. Nếu chúng ta chủ động thì cái giá của chúng ta sẽ nhẹ đi rất nhiều. Đó cũng là trọng trách của mỗi cán bộ đảng viên đối với vận mệnh của Đảng, của mỗi công dân Việt Nam đối với sứ mệnh của Tổ quốc, dù ở trong nước hay nước ngoài. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nhị Lê với những chia sẻ, với những ý kiến và phân tích vừa rồi ạ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Thưa quý khán giả và các đồng chí, qua phân tích lý giải của tiến sĩ Nhị Lê đã góp phần làm rõ những âm mưu thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội khi chúng tập trung công kích, xuyên tạc phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới, hòng làm chệch hướng phát triển của đất nước, và điều này cũng nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình, mà mục tiêu cuối cùng là nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Vì vậy, nhận rõ những âm mưu thủ đoạn này, kiên quyết đấu tranh, lên án, bóc trần bộ mặt thật của những kẻ cố tình phá hoại con đường đi lên của đất nước.
không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan công quyền, mà còn là trách nhiệm của toàn thể xã hội, đặc biệt là của mỗi chúng ta. Chương trình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.